Tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, người tuổi Kỷ Tỵ mệnh đại lâm mộc là những người rất coi trọng quy tắc. Họ thích sống trong môi trường khoa học, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, đẹp đẽ. Họ là người khá cầu toàn, cũng có yêu cầu khá cao đối với chất lượng của cuộc sống, đòi hỏi sự chuẩn xác và đúng đắn trong mọi chuyện. Họ thường có tính cách hòa nhã, thích kết giao bạn bè, cũng trọng tình nghĩa, nhờ thế mà có không ít bạn bè thân thiết, tri kỷ. Có điều, họ thường khá thụ động khi làm việc, thiếu sự tích cực nên luôn cần bạn bè ở bên, động viên, cổ vũ. Ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi của anh chị tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi Kỷ Tỵ trong 6 tháng cuối năm 2021. Phần trình tuổi Kỷ Tỵ trong từng tháng, đặc biệt là cách hóa giải của vận mệnh trong năm Tân Sửu, để quý vị và các bạn có một năm mới bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của anh chị tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Xem tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy rằng đây là một khoảng thời gian khá thuận lợi đối với những anh chị tuổi Kỷ Tỵ. Dưới tác động của cục diện tam hợp, anh chị xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, thậm chí gặp gỡ được quý nhân, khiến công việc đã thuận lợi lại càng trở nên trôi chảy hơn. Chuyện đầu tư, kinh doanh cũng mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, tạo động lực để anh chị tuổi Kỷ Tỵ cố gắng hơn nữa. Ngoài ra, trong thời điểm này, anh chị nên chú ý phát huy điểm mạnh của mình. Như vậy, sẽ dễ dàng gây ấn tượng được với mọi người xung quanh, đem lại tác động tích cực cho cả sự nghiệp và tình duyên. Cho nên, để có thể hóa giải vận hạn và tận dụng thời điểm tốt, thầy Gia Cát khuyên anh chị tuổi Kỷ Tỵ hãy mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế. Pháp khí sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, từ đó mang cát lành, may mắn, bình an cho anh chị. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của anh chị tuổi Kỷ Tỵ trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Tử vi của anh chị tuổi Kỷ Tỵ nửa cuối năm 2021 cho thấy rằng sự nghiệp của anh chị sinh năm 1989 có những dấu hiệu rất tích cực. Anh chị hãy tự tin, thể hiện điểm mạnh và bày tỏ ý kiến của mình. Có thể anh chị sẽ mang lại những tác động tích cực, giúp công ty phát triển nhanh chóng và đúng hướng hơn. Hơn thế nữa, trong thời gian này, anh chị sẽ thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của cấp trên và bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Vì thế, dù là khi đối diện với khó khăn, anh chị cũng không nên sợ hãi hay chùn bước. Mạnh mẽ đối diện sẽ giúp anh chị trưởng thành hơn, cơ hội thăng tiến cũng nhiều hơn. Để mọi việc được thuận lợi và gặp nhiều may mắn trong thời điểm này, thầy Gia Cát khuyên anh chị tuổi Kỷ Tỵ hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp tuổi Kỷ Tỵ đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, chiêu tài lộc, chiêu cát lành và may mắn về cho anh chị. Đồng thời, khi mang vòng tay bên mình, anh chị sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc, hành thông, quan hệ công việc dần tốt đẹp hơn. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính của anh chị tuổi Kỷ Tỵ có dấu hiệu tăng trưởng tích cực trong nửa cuối năm 2021.
anh chị có thể gặp được những bạn hàng, đối tác triển vọng và đôi bên sẽ cùng chung tay hướng tới một mục đích chung. Anh chị làm công ăn lương có nhiều cơ hội thể hiện giá trị của bản thân, được tăng lương, thăng chức. Số tiền mà anh chị nhận được có thể giúp anh chị cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống so với trước đó. Ngoài ra, để kích vượng vận tài lộc, anh chị hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho anh chị. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Trong nửa cuối năm Tân Sửu, anh chị tuổi Kỷ Tỵ đã có gia đình, về cơ bản sẽ có một mái nhà bình yên. Dù đôi khi những mâu thuẫn, tranh chấp vẫn có thể xảy ra, nhưng sau mỗi lần như vậy, đôi bên sẽ có cơ hội nhìn nhận lại chính bản thân mình và đối phương, để sau đó sẽ có cách ứng xử sao cho phù hợp. Còn với những anh chị tuổi Kỷ Tỵ độc thân thì trong nửa cuối năm 2021, anh chị có thể nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của bạn bè khác giới. Nếu có cảm tình với ai, anh chị nên chủ động tiếp cận và giữ quan hệ. Có như vậy thì mới nhanh chóng nắm được hạnh phúc trong tay. Cho nên, để kích hoạt vận tình duyên, thầy phong thủy khuyên anh chị tuổi Kỷ Tỵ hãy mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ, đồng thời cải vận đào hoa cho anh chị trong thời gian sắp tới. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Xem tử vi của anh chị tuổi Kỷ Tỵ trong nửa cuối năm Tân Sửu 2021 có nói rằng, dù anh chị còn trẻ tuổi nhưng nếu không chú ý đến sức khỏe, anh chị sẽ phải đối diện với rất nhiều vấn đề về tiêu hóa, huyết áp, xương khớp. Vì thế anh chị hãy xây dựng chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý, đồng thời rèn luyện sức khỏe đều đặn để có một sức khỏe tốt nhất, đối diện và giải quyết những vấn đề mà cuộc sống đem đến. Ngoài ra, để có thể hóa giải những vận xấu thì thầy phong thủy khuyên anh chị tuổi Kỷ Tỵ hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp anh chị xua đuổi hung tinh, vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ anh chị suốt một năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của anh chị tuổi Kỷ Tỵ trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của anh chị qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch không phải là một khoảng thời gian thuận lợi đối với anh chị tuổi Kỷ Tỵ. Trên phương diện sự nghiệp, dù anh chị vẫn duy trì được tinh thần lạc quan, tích cực, song dưới tác động của hung tinh, anh chị có thể sẽ bị kẻ xấu bụng đặt điều nói xấu, gây ảnh hưởng không nhiều thì ít đến cảm xúc của anh chị và cái nhìn của người khác. Cho nên trong thời điểm này, anh chị cần giữ mối quan hệ hòa hảo với mọi người. Dù gặp chuyện gì bức xúc, cũng cần bình tĩnh tìm cách giải quyết phù hợp. Anh chị không nên nóng nảy, bé xé ra to, khiến mọi việc càng trở nên căng thẳng. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Tình hình tài chính của anh chị tuổi Kỷ Tỵ có dấu hiệu suy giảm trong tháng 8 này. Có thể là vì anh chị thường xuyên phải tiêu pha cho các hoạt động xảy ra trong công việc và trong cuộc sống. Mức lương lúc này cũng không có dấu hiệu tăng lên, vì thế mà anh chị cần phải lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng nếu không muốn rơi vào cảnh cháy túi. May mắn, công việc của anh chị tuổi Kỷ Tỵ đang dần đi vào quỹ đạo. Một vài đồng nghiệp có thể xuất hiện giúp anh chị giải quyết khó khăn, đồng thời giới thiệu thêm những cơ hội mới phù hợp với năng lực của anh chị. Cho nên, anh chị hãy chú ý nắm bắt ngay, chứ đừng chần chừ, do dự. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Tình trạng sức khỏe của anh chị tuổi Kỷ Tỵ trong tháng này nhìn chung khá ổn định. Anh chị có đủ sức lực để tham gia vào những hoạt động mang tính thử thách cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong công việc, anh chị tạo được mối quan hệ tốt với mọi người nên không còn sợ bị kẻ xấu ngáng đường. Tuy nhiên, anh chị cần mạnh dạn thể hiện điểm mạnh của mình, như vậy mới dễ dàng ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Thứ tư, tử vi tháng 10 âm lịch. Điều mà anh chị tuổi Kỷ Tỵ cần chú ý nhiều trong tháng này chính là sự nghiệp. Anh chị làm người có tham vọng, mong muốn mình đạt được nhiều thành tích cao.
Nhưng anh chị không nên vì thế mà tìm cách cạnh tranh không lành mạnh với người khác. Ngoài ra một số khác nếu nhận trọng trách thì không nên lo lắng, tự ti quá mức, nhưng cũng không nên quá tự tin, coi thường ý kiến đóng góp của người khác, chỉ thích làm theo ý mình. Đặc biệt, trên phương diện kinh doanh, cục diện tương xung cảnh báo anh chị tuổi Kỷ Tỵ không nên vội vàng đưa ra quyết định đầu tư nếu không muốn rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo. Thứ năm, tử vi tháng 11 âm lịch. Bước sang tháng 11, dường như những khó khăn trong khoảng thời gian trước đó đã lùi bớt. Nhờ có các tên chiếu mệnh, anh chị tuổi Kỷ Tỵ có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Quý nhân sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, đồng thời vạch ra những hướng phát triển hợp lý trong tương lai. Tình hình kinh tế của anh chị trong thời gian này cũng có nhiều dấu hiệu cải thiện. Những khoản đầu tư nằm im trước đó đã bắt đầu sinh lời và thu về không ít lợi nhuận. Thứ 6, tử vi tháng 12 âm lịch. Tháng âm lịch cuối cùng năm 2021, mọi phương diện cuộc sống của anh chị tuổi Kỷ Tỵ đều có dấu hiệu phát triển tích cực. Anh chị tích lũy kinh nghiệm trong công việc nên có thể thuần thục giải quyết những sự cố bất ngờ xảy đến, gây ấn tượng tốt với người làm lãnh đạo. Với một số anh chị đang làm đầu tư, kinh doanh thì thái độ tích cực và chủ động sẽ dễ dàng nắm bắt được những cơ hội làm ăn có lời, đem lại lợi nhuận cho tập thể. Tình hình tài chính cuối tháng vì thế cũng sẽ tăng trưởng, anh chị sẽ nhận được tiền thưởng, tiền lương xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra trong suốt một năm qua. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu vận hạn của anh chị tuổi Kỷ Tỵ trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và lá số tử vi để hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn anh chị tuổi Kỷ Tỵ. Trong nửa cuối năm 2021, anh tuổi Kỷ Tỵ về sau Văn Hớn chiếu mệnh. Gặp sao này chiếu mạng, công việc duy trì ở mức trung bình, anh sẽ dễ vướng khẩu thiệt, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Không như vậy, anh còn gặp phải hạn thiên la. Hạn này chủ về đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc, bệnh đều do quỷ ma quấy phá mà ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc. Cũng giống như anh, chị tuổi Kỷ Tỵ kém may mắn khi bị sao La Hầu chiếu mệnh, bởi đây là hung tinh thường đem lại nhiều ổ dữ, không may mắn về pháp luật, công quyền. Chị nghĩ sẽ dễ gặp chuyện thị phi, tranh cãi. Ngoài ra, chị cũng hay bệnh tật về tai mắt nên hao tốn tài sản, có nhiều chuyện phiền muộn, buồn sầu. Bên cạnh đó, chị còn chịu ảnh hưởng của hạn Diêm Vương. Hạn này chủ yếu gây bất lợi về sức khỏe thể chất cũng như tinh thần. Bên cạnh đó, chị cũng cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Đặc biệt, trong thời gian có thể có tin buồn tang chế từ họ hàng xa đưa tới. Thứ hai, nội dung can niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của anh chị tuổi Kỷ Tỵ có các sao Thiên Phúc, Long Trì mang quý nhân phù trợ. Nhưng Tuần, Triệt, Quan Phù, Thiên Khốc lại gây trở ngại bất ngờ, khó lường trước, trong nhà có chuyện không vui. Cung tam hợp có các cát tinh Phượng Cát, Hoa Cái, Hàm Trì, Giải Thần mang vận đào hoa vượng, nhân duyên cát lành. Các khung tinh Thái Tuế, Pha Toái, Bạch Hổ, Vi Liêm, Thiên Quan báo hiệu rắc rối thị phi, kiện cáo pháp luật hay tai nạn xe cộ, động chạm giao kéo. Còn có cung xung chiếu gồm có Thiên Mã, Điếu Khách báo hiệu dịch chuyển nhiều, gia đình có chuyện buồn. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của anh chị tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.